2 tiếng, 3 tiếng là nó thức dậy, mà mình thì phải đi làm sớm. Cho nên mà 6 tháng là phải trở lại đi làm. Bên đây cho nghỉ thì mình nghỉ tới 6 tháng thì đi trở lại làm. Cái mà đêm sáng mình phải 5 giờ sáng mình phải thức dậy. Mà đêm cứ 2 tiếng cái chị thức lại, 2 tiếng cái chị thức, cái mình phải cho bú, không cho bú là quậy cho cả nhà không ai ngủ luôn. Rồi cái mình cứ cho nó bú gì đó để cho nó im á. Rồi đó cực lắm, chỉ có cực cái đó thôi, chứ còn lại mấy khác thì rất là dễ, ăn uống rồi nghe lời này nọ, training này nọ, ok lắm. Vì hồi xưa mình không biết, cứ nghĩ là ồ đói là mình phải cho no, mình phải train nó để cho nó mình khỏe mà nó cũng khỏe nữa. Nhưng mà con nít ngay từ nhỏ khi mà nó ngủ là nó sẽ có từng giấc, và cái giấc nó giống như là khoảng cách là 2-3 tiếng. Dạ đúng rồi. Xong rồi dậy, bú, bú xong rồi xong cái ngủ tiếp. Đúng rồi, Mà đúng có rồi. khoảng cách ngủ nữa. Cứ liên tục như vậy thì làm sao mình train được? Sau đó thì Giselle cũng cũng có đi hỏi bạn bè rồi đọc này nọ thì thấy người Mỹ á, cái cách họ train là cứ để cho em bé khóc, cứ để cho khóc, đừng có động lòng gì hết, để cho nó khóc. Tại vì không có em bé nào mà khóc cho tới khi nó xỉu trơn cái đó, nó khóc nó mệt với nó ngủ. Thì chỉ chừng làm vậy trong vòng 1 tuần là bé tự động sẽ ngủ qua đêm. Nhưng mà có những người phụ nữ á, họ sống chung với lại ba má chồng, thì ba má chồng mà nghe tiếng khóc của em bé như vậy á sẽ rất là khó chịu. Thì đó, thì cái đó là cái difference của mình với cái bên người Mỹ là như vậy. Mỹ thì họ không sống chung với ba mẹ chồng, mà con vừa đẻ ra đó chừng 1 tháng là họ bỏ ra để qua ngủ phòng riêng rồi, chứ không có phải như người Việt mình là ồ phải nằm kế bên có chuyện gì mình biết, đúng không? Nhưng mà Mỹ không, Mỹ thì họ bỏ qua bên một cái phòng riêng luôn, khóc gì kệ gì đó, chỉ có để camera rồi vậy thôi đó. Thì hai cái culture khác nhau thì họ train như vậy đó, thì Giselle thấy là học theo họ kiểu đó thì cũng được, thì đỡ cho mình, nhưng mà khó lắm, tại vì cái culture của mình là mình muốn cần con đó. Đúng rồi, cái đó là cái sự Khó. khó khăn ha. Chị train mất bao nhiêu ngày thì bé Không, thật lại? ra mình nói rất là hay nhưng mà mình không có trang kiểu đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, tưởng là nãy giờ mình nói, em mới đang hỏi rằng là chị có thể chia ý sẻ của cụ mình thể cái công việc. nội ý của mình là tại mình cực quá đi, Dạ. cho nên mình hiểu là nó cực như thế nào, cho nên mình muốn là các mẹ đó học theo cái phương pháp đó để Dạ. đừng có phải phải rơi vô cái trường hợp của mình, cực lắm. Nhưng mà về bé thứ hai thì sao? Mình có dùng cái biện pháp đó lại không? Cái đứa hai á nó lười lắm, không Vậy có hả? ai mà giống như là không có ai stop được nó khóc hết trơn á. Tên là Thi, năm nay 36 tuổi, có 2 đứa con. Đứa đầu thì 8 tuổi rồi, đứa hai là 2 tuổi rưỡi. À, một trai một gái. Yes, dạ. Vậy là đủ nếp đủ tẻ rồi. Dạ. Em qua đây lâu chưa? Mười mấy gần 20 năm. Là cả gia Cả đình gia em từ đình đây đó. qua, dạ. Xong qua đây mới gặp ông xã bên đây, rồi xong rồi cưới đẻ con bên đây. Ông xã là người Việt luôn. Người Việt luôn. Có cái độ tuổi có chênh lệch với nhau không? Ồ không, hai người bằng tuổi. Trời, hay vậy Quỳnh. Hả? Tại vì các bà mẹ bỉm sữa khác á, thường là cái sự chênh lệch là khoảng tầm 10 hoặc là 20 ha, cái khoảng cách rất là nhiều. Nhưng mà riêng đây là trường hợp rất là đặc biệt. Ồ vậy hả? Tại vì đi chơi đi uống bồ bà. Hay nghe không? Chắc cùng lứa tuổi gặp bằng tuổi. Rồi tìm hiểu với nhau. Mới mới gặp thì cũng thấy anh này cũng đẹp trai, tưởng đại gia, cái mình cũng mê mê, xong rồi cái cua ảnh chừng mấy bữa dính rồi. Là quyết định cưới luôn á hay À, là không sao? không không quen xong rồi dính dính xong rồi cũng tính là đám cưới rồi có con, cũng giống như như nữ như gơi gì đó, xong rồi cái có bầu trước, xong rồi cái không thèm làm đám cưới luôn. Ồ, có bầu trước á hả? Mà chị có bầu là chị có plan trước không hay là... Không hề. Lúc đầu thì cũng giống như người ta là mình cũng muốn plan là có đám cưới tiệc đẹp giống như công chúa hoàng tử không, xong rồi sau đó rồi mới đẻ con, rồi đi chơi này nọ mới đẻ con. Nhưng mà tại vì hai người lúc đó cũng còn trẻ, là 29 30 rồi, cũng tính mình thì cũng bâng quơ lắm, rồi tính ổng cũng bâng quơ, thì vô tình nó happen and then cái xong rồi giữ rồi xong rồi có con rồi vậy thôi. Đơn giản. Nhưng mà cái cảm xúc đầu tiên khi mà mình phát hiện có thai á. That's funny là tự nhiên không có biết là có thai, tự nhiên cái mấy ngày cứ ngồi thèm mắm tôm, muối ớt, cái gì mặn mặn á, tự nhiên đang đi làm lái xe mà ngồi ăn, tin không, hồi xưa là mình đi làm khoảng 1 tiếng đồng hồ, lái xe cái ngồi cứ vóc muối ớt ăn vậy đó. Mà cái xong về cái mới nói với mẹ, thì nói là ủa sao kỹ ha, cái mẹ nói sao tao nghi quá, mày mày check đi, mua que thử thai về check đi. Cái xong rồi cái mình cũng nói ồ chắc làm gì có, xong rồi cái mà chip nữa không có muốn đi ra ngoài kia, thấy gì que thử thai 10 đồng mắc quá, thì vô vô mấy chỗ chính chính xe lắm. Trời ơi, trời ơi.
Tại vì mình không có nghĩ là mình sẽ có thai, cho nên mình nghĩ cái đó giống như một cái đùa thôi, chơi cho vui thôi. Ai ngờ thử lên đúng thiệt. Xong rồi cái gọi cho Him, cái nói là ồ có thai, cái nói ok có thai nuôi thôi em. Ok có thai nuôi thôi em. Vậy thôi, đơn giản vậy đó, không có ai mà nhảy cà tưng như phim đâu. Mà lúc đó chị quen lâu chưa? À lúc đó trời ơi, mới có quen 9 tháng là có rồi. Mang bầu như vậy có khó khăn không? Không, đứa đầu tiên á, dễ lắm. Mang không có feel cái gì, chỉ có ngoại trừ thích ăn mắm tôm với muối tiêu. Không ngán luôn. Ngán có tí xíu à, cái đứa thứ hai mới ngán kỳ. Còn cái đứa đầu á, rất là dễ. Từ lúc mang bầu cho tới lúc đẻ, cho tới lúc nuôi, rất là dễ, easy. Rất là ngoan, tới bây giờ vẫn ngoan. Cái đứa thứ hai mới là cái đứa đáng nói. Đứa thứ hai thì tự nhiên cái nói chung mình ngán, bắt đầu mình mới hiểu được là nó mệt mỏi như thế nào, không có làm biếng đi làm rồi không thích đi làm rồi chỉ thích nằm chơi ăn vậy thôi. Còn cái đứa đầu thì bình thường lắm. Em nghe nói là đứa thứ hai của chị rất là ngán, vậy cụ thể chị ngán là ngán như thế nào chị? Ồ, đứa đầu là thích ăn muối tôm đúng không? Cái đứa thứ hai á là tự nhiên nghe cái mùi da đó là muốn ói. Khi mình để coi, trước khi mình có bầu á, 3 tháng á, mình có mới mua một chiếc xe. Thì cũng là dành dụm bao nhiêu năm á, mua chiếc Lexus á. Xong mua cái xong rồi cái mới, everything in there mới. Xong rồi cái có thai á, vô cái nghe mùi leather mới đó. Chịu không nổi. Chịu không nổi tới mức mà giống như là muốn ói luôn á, cứ mỗi lần vô xe là muốn ói. Ói xong cái mình nói trời cái xe này mệt quá. Xong cái chị Sơn mới là thôi bây giờ đi bán xe. Lực đi bán xe là tới nỗi mà anh chồng ảnh nói là em đợi anh đi làm về rồi anh dẫn em đi. No, để mình đi một mình. Đi tự một mình vô dealer nói là bán đi, bây giờ giá nào cũng bán hết. Cái xong cái anh nói are you sure? Xong rồi cái nói ồ yeah, bán đi. Bán lỗ 11.000 chơi vậy đó. Mà giống như là lúc đó mà ghét cái mùi nó tới mức là mình ghét luôn chiếc xe đó. Mà xe mới toanh à. Xong rồi cái mình mới đổi một cái chiếc xe là không có không Prius thì không có leather vậy đó, để cho đừng có nghe cái mùi. Tự nhiên cái mình ghét vậy đó. Đó, rồi ở nhà đó, trước đó lúc mà có bầu cũng rảnh đi mua túi sách này nọ chơi không. Cái mua một túi Chanel thì cũng mắc không. Cái tự nhiên bình thường không sao, cái có bầu xong tự nhiên cầm cái túi đó lên nghe cái mùi leather y chang vậy. Trời ơi, xong cái nghe mình cứ nói ủa sao cái bóp này nó hôi quá vậy, chịu không nổi. Mình ngồi chê luôn nguyên cái hãng, mình nó không lẽ cái hãng này nó làm cái bóp gì mà hôi quá, chịu không nổi. Cầm á đi cho túi xách cho bạn luôn, nói là mày làm ơn mày giữ giùm ta đi, tao không muốn nhìn thấy mặt thấy cái bóp này nữa. Xong rồi còn mấy cái bóp kia thì tại cái bóp đó mới mua cho nên nó vẫn còn cái mùi leather. Cái xong rồi cái cho luôn cái bạn mình cho mình còn cầu trời cho lấy giùm nữa. Sao chị không gặp em sớm vậy chị? Không, cái này chị nghĩ là đứa nhỏ không cho mẹ xài đồ mới. Không cho đó, đúng rồi. Đứa nhỏ không cho mẹ xài đồ mới. Mà kỳ lắm đó. Cái mình sensitive á, cái hormone nó change mà mình sensitive tới cái mức mà cái giỏ nằm đây mà mình nghe cái mùi nó luôn á. Đâu? Hiền nè. Hồi đó rất là thích cà phê. Đi ngang nghe mùi cà phê là sợ ha, thấy cái chữ cà phê là còn ghét hơn và sợ hơn. Ồ vậy đó hả? Không hiểu tại sao. Đúng không? Bị đổi tính luôn á. Nhưng mà giờ sao, khi mà đẻ xong thì sao? Đâu có đổi tính nữa, hối hận phải không? Hối hận cho cái vỏ rồi, xe nữa. Mất chiếc xe nữa. Tự nhiên cái mất mười mấy ngàn bưng qua chỉ vì cái tội ngán thôi đó. Mà tính của mình mà đã không thích cái gì á là mình chỉ muốn nó get out. Là không có trước mặt luôn á, là đó tính mình vậy đó. Cho nên mình lúc mà bán được chiếc xe, cho được cái vỏ, trời mừng quá trời mừng. Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại, cái lâu lâu mình lên tiệm, lên web á, mình nói ủa vỏ này sao mình mua nè, giờ mua hồi lại không được, không nổi nữa rồi, hết tiền. Tại vì biết sao, có nhiều tiền phải chăm con đúng không? Thì có lúc đi sinh như vậy á, anh có bên cạnh luôn mà đúng không? Rồi chứng kiến hết toàn bộ là cái sinh con như thế nào, rồi cắt dây rốn có luôn. Đúng rồi, lúc mà đẻ thì Hi phải phải kế bên mình. Rồi bác sĩ gây tê mình cũng đâu biết gì đâu, rồi xong đẻ thôi. Đẻ mổ. Tại vì mình nhỏ con á. Rồi xong rồi em bé bự lên mà nó không có chịu drop xuống, giống như là khi mà mình gần tới ngày sinh thì cái hip của mình nó phải cái hông của mình nó phải nở ra để cho em bé nó lọt xuống, rồi mà mình push nó mới dễ. Thì lúc mà chị Giao đi khám thì gần tới ngày đó luôn mà không hề xuống tí nào luôn á. Bác sĩ nói là cái điều này là phải mổ rồi. Dạ, cho nên sắp xếp trước là đi mổ. Cho nên là đi mổ rất là dễ, giống như là đi dentist vậy. Vô 45 phút đi ra xong không phiếu gì chân. Nhưng mà đủ tháng luôn không? Đủ tháng dư ngày nữa đó. Tại vì
Actually là cái đứa đầu tiên á, thì bác sĩ nói là cứ để cho tự nhiên đi, rồi khi nào bé muốn ra đó rồi mình tính, đúng không? Là ngày đó mình mới mổ. Thì cái qua 2 ngày rồi mà vẫn chưa muốn ra. Cái xong cái mình đi toilet á, thì thấy tí xíu máu, tí xíu mà like a little pink. Cái mừng quá tại vì nó có dấu hiệu ra đó. Xong rồi cái mới chạy lên chợ, thì y tá đo nói ồ không có nở, giãn nở gì hết trơn hết, cho nên không có cần phải đẻ bây giờ. Cái xong cái mình đã cất công, với lại mình excited, mình hào hứng quá đó, cho nên mình lên tới đó cái mình cũng muốn đẻ cho nó xong luôn đi. Cái năn nỉ bác sĩ nó thôi bác sĩ ơi cho em đẻ hôm nay đi, chứ bây giờ em về nữa nhỡ khi đêm á mà em muốn đẻ em kêu bác sĩ với 12 giờ đêm mệt bác sĩ đó. Cái bác sĩ nó ok ok thôi cho đẻ cho rồi. Cái xong rồi cái mới gọi cho bác sĩ, mới gọi cho bệnh viện tại vì nó cũng overdue 2 ngày rồi. Và cái xong cái bệnh viện mới schedule là emergency cho đẻ liền. Thì vô 6, mình nhớ là 6 giờ schedule đi vô, 6 giờ đúng 6 giờ 45 ra, đúng 3 giờ 36 là bé đó kéo nó ra đó. Dạ, vậy thôi, dễ lắm, đơn giản. Rồi, sao dễ quá vậy? Hả? Không, để mổ thì thật ra đơn giản lắm đơn chị, giản lắm. Chỉ có sau đó thì nó đau thôi. Không hề đau luôn. Sao vậy chị? Cái lúc mà hết thuốc á, cứ 2 tiếng y tá cứ vô nói, chị ơi uống thuốc không? Cái mình nói, ủa đâu đau đó sao uống? Cái xong cái ai cũng nói, ồ sao superhero quá vậy? Giống như là you superwoman á, không feel đau, nói, ồ cũng đau tí xíu nhưng mà không có tới nỗi mình cần thuốc. Với lại mình cũng không muốn có thuốc nó ảnh hưởng tới cái sữa của mình á. Cho nên mà nói thiệt là chị thấy không có gì đau hết. Hay ha. Ờ em thì em đau, em cũng sinh vậy mổ. Dạ, lại sinh thường đau. Vẫn đau. Sinh thường đau hơn sinh mổ nhiều. Ủa sao kỳ vậy, có người nói là sinh mổ đau hơn sinh thường. Đúng. Hai kiểu đau nó khác. Em thì em nghĩ là sinh thường là đau đỉnh điểm ngay cái lúc đó rồi sau rồi cái hết đau. Còn em là đau mổ nó cứ đau, cứ hết thuốc nó cứ kéo 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 cho đến khi nào cái vết thương nó lành hẳn rồi nó mới đỡ đau, nó mới hết đau. Nhưng mà khi nào thì mới đứng dậy để mình đi á, mình tập đi á? Tính mình thì lùi lắm cho nên cứ nằm hoài vậy đó. Nhưng mà bác sĩ kêu là phải đi, thì cái ngày thứ ba thứ tư khi mà đẻ xong á, bác sĩ khuyên là phải đi walk ra ngoài. Bác sĩ bắt là con phải đi walk rồi nguyên một cái hành lang, y tá dặn mình như vậy đó. Xong rồi cái mình giả bộ cái xong cái giả bộ bước ra cho y tá thấy là mình có đi. Y tá mới vừa đi cái quay trở lại phòng. Trời ơi. Rồi vậy luôn. Nói chung mình lười lắm cho nên mình không có tập cái gì, mình không có theo một cái phương pháp gì hết trơn á. Mình chỉ cảm giác là mình làm được thì mình làm, chứ mình không có nghe theo cái ồ phải như thế này phải như thế kia. Này đúng trả bài luôn. Nhưng mà đứa đầu thì chăm sóc có cực khổ không? Không, đưa dễ lắm. Chỉ có đứa đầu thì nó không chịu đi ngủ. Nói chung là không chịu đi ngủ. Cứ đêm là cứ 2 tiếng 3 tiếng là nó thức dậy. Mà mình thì phải đi làm sớm, cho nên mà 6 tháng là phải trở lại đi làm. Bên đây cho nghỉ thì mình nghỉ tới 6 tháng thì đi trở lại làm. Cái mà đêm sáng mình phải 5 giờ sáng mình phải thức dậy. Mà đêm cứ 2 tiếng cái chỉ thức lại 2 tiếng cái chỉ thức, cái mình phải cho bú. Không cho bú là quậy cho cả nhà không ai ngủ luôn. Rồi cái mình cứ cho nó bú gì đó để cho nó im á. Rồi đó cực lắm, chỉ có cực cái đó thôi. Chứ còn lại mấy khác thì rất là dễ, ăn uống rồi nghe lời này nọ, training này nọ, ok lắm. Vì hồi xưa mình không biết, cứ nghĩ là ồ đói là mình phải cho, no, mình phải train nó để cho nó mình khỏe mà nó cũng khỏe nữa. Nhưng mà con nít ngay từ nhỏ khi mà nó ngủ là nó sẽ có từng giấc. Và cái giấc nó giống như là khoảng cách là 2-3 tiếng. Dạ đúng rồi. Xong rồi dậy bú xong rồi xong cái ngủ tiếp. Đúng xong rồi. Mà có khoảng cách ngủ nữa. Cứ liên tục như vậy thì làm sao mình train được? Sau đó thì Giselle cũng có đi hỏi bạn bè rồi đọc này nọ thì thấy người Mỹ cái cách họ train là cứ để cho em bé khóc. Cứ để cho khóc, đừng có động lòng gì hết. Để cho nó khóc. Tại vì không có em bé nào mà khóc cho tới khi nó xỉu hết trơn đó. Nó khóc, nó mệt, nó ngủ. Thì chỉ chừng làm vậy trong vòng một tuần là bé tự động sẽ ngủ qua đêm. Nhưng mà có những người phụ nữ họ sống chung với lại ba má chồng, thì ba má chồng mà nghe tiếng khóc của em bé như vậy á sẽ rất là khó chịu. Thì đó, thì cái đó là cái difference của mình với cái bên người Mỹ là như vậy. Mỹ thì họ không sống chung với ba mẹ chồng. Mà con vừa đẻ ra đó chừng một tháng là họ bỏ ra để qua ngủ phòng riêng rồi, chứ không có phải như người Việt mình là ồ phải nằm kế bên có chuyện gì mình biết, đúng không? Nhưng mà Mỹ không, Mỹ thì họ bỏ qua bên một cái phòng riêng luôn, khóc gì kệ gì đó, chỉ có để camera rồi vậy thôi đó. Thì hai cái culture khác nhau thì họ train như vậy đó, thì Giselle thấy là học theo họ kiểu đó thì cũng được, thì đỡ cho mình. Nhưng mà khó lắm, tại vì cái culture của mình là mình muốn cần con đó. Đúng rồi, cái đó là cái sự khó khăn á. Chị train mất bao nhiêu ngày thì bé không lại... Thật ra mình nói rất là hay nhưng mà mình không có trang kiểu đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, tưởng là nãy giờ mình nói em mới đang hỏi rằng là chị có thể chia sẻ cụ thể cái công việc. Nội ý của mình là tại mình cực quá đi, cho nên mình hiểu là nó cực như thế nào, cho nên mình muốn là các mẹ đó học theo cái phương pháp đó để đừng có phải
phải rơi vô cái trường hợp của mình, cực lắm. Nhưng mà về bé thứ hai thì sao? Mình có dùng cái biện pháp đó lại không? Cái đứa hai á, nó lì lắm. Không có ai mà, giống như là không có ai stop được nó khóc hết trơn á. Giống nó lì hơn một cái đứa bình thường. Cho nên cũng fail luôn, cũng không có làm được. Nhưng mà nó đỡ hơn đứa chị tí xíu. Vậy hả? Dạ, nó ngủ thì có lúc nó ngủ qua đêm, có lúc nó không ngủ, có lúc nó on and off vậy đó thì cũng ok. Nhưng mà đỡ hơn đứa chị. Khó ha. Lý thuyết nói thì rất là dễ, ai cũng có thể nói được, nhưng mà khi mà làm áp dụng vô trực tiếp con mình á thì mới thấy được là nỗi khổ của người mẹ. Yeah, nó không có đơn giản thế nào hết. Yep. Rồi sau khi mà bé đầu tiên được về tới nhà thì cái chăm sóc em bé có khó khăn không? Tại vì mình đang được sống tự do mà hai vợ chồng cũng trẻ nữa. Rồi tự nhiên bây giờ ôm thêm cái cục nợ hả? À, đúng rồi, cục nợ thì chỉ có phiền là mỗi lần đi ra ngoài á phải đem tã, bỉm, sữa rồi tùm lum á mình lo. Nhưng mà khi mà mình thương nó đó thì mình sẽ thấy những cái điều đó cái chuyện bình thường. Giống như là cái này là không có gì hết trơn á. Mà thương là một chuyện nhưng có sự khó khăn lắm chứ bộ. Tại vì đêm á là em bé là hay chọn ban đêm lắm. Đúng. Bé nào cũng chọn ban đêm á. Mà đúng cái giờ mình ngủ ngon nhất. Đúng, thì đúng. Không? Hồi xưa chị Sèo nhớ có một cái lần tức 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 mà tới giờ nhớ lại vẫn còn hối hận á, là đang cho nó bú phải không? Mà mình nưa mình đâu có biết, mình đâu có biết, mới đẻ ra lần đầu không biết, xong rồi cho bú, xong rồi không, mình cứ tưởng là khi mà nó bú á là nó sẽ no. Mình để cho nó bú nửa tiếng đồng hồ, cái nó bú cái nó đè ra nó lật ra nó ngủ, cái mình mừng quá, mình mừng quá, cái mình để nó xuống, cái mình dọn dẹp vừa xong cái mình mới nằm xuống nhắm mắt cái nó dậy nó đòi bú tiếp, cái mình mới bật, mình nói sao cái đứa này nó kỳ quá, giống như là cứ đòi bú hoài, xong rồi cái mình bật mà ban đêm có một mình không lẽ giờ mình qua mình quét cướp cả nhà chỉ gì vậy luôn, cái mình phải chịu đựng. Cái mình thấy bất công, mà lúc đó mình tự nhiên mình thấy bất công, tại sao mà đẻ con nó có mình bị như vậy. Cái mình tức quá, cái mình đặt em bé xuống vậy là hơi mạnh á, mình tức quá mình đặt, tại sao không chịu đi ngủ đi. Cái xong qua hôm sau cái mình cũng từng suy nghĩ lại mình hơi kỳ, cái mới research lại là thật ra đó là lúc mà em bé bú á, cái tuyến sữa của mình đâu phải lúc nào cũng có sữa. Cho nên nó có lúc nó ra, có lúc nó không ra, thì em bé nó bú nhiều khi nó núp núp vậy chứ thật ra không có sữa, cho nên nó núp cái nó mệt á, cái nó ngủ chứ không phải là tại nó no. Cái sau đó cái mình mới make sure là có sữa đó thì mình mới pump ra cái bình để make sure là khi mà mỗi lần nó uống là phải đúng 2 ounce, cái tuổi đó đó là 2 ounce là tự động là nó sẽ đi ngủ. Thì đúng thiệt là khi mà mình cho bé bú bình á, ban ngày thì mình cho nó bú thường, ban đêm mình pump sữa ra bỏ vô trong đó cho bú trong cái bình, thì đúng thiệt là cứ đúng 2 ounce là nó last for khoảng 2-3 tiếng vậy đó. Thành ra chị Giao thấy là mình đừng có theo cái nào hết là bú mẹ tốt hơn phải bú trực tiếp từ cái ngực của mình hoặc là phải cái này cái nọ, không, mình phải theo cái em bé của mình. Nhưng mà cái cách chăm sóc của ông bà nội á là hai cái thế hệ khác nhau, cho nên là sẽ có một cái trận xung đột cũng có về cũng cái có. Chuyện mà dạy con. Dạ, yeah, cũng có giống như là má chồng của mình á, thì rất là hiền. Dạ. Yeah. Cho nên á, lại em bé đó là she cứ lại hỏi á, ví dụ giống như nè, đánh thức nó dậy phải không? Dạ. Yeah. Cứ lại, con ơi, con dậy không? Con dậy đi con. Mà lúc đó nó mới có mấy tuổi à, 2-3 tuổi mà. Tất nhiên nó đâu thèm dậy đâu. Còn chị Giao vô là, ông Lý, wake up, đi ra khỏi phòng. Là nó tực lực nó lại dậy ra. Còn bà nội vô hả là con dậy đi nè, năn nỉ dậy mà. Và đó là chỉ có khác nhau vậy. Thì mình chỉ hơi bực cái là nó là mình phải nói cái đứa bé là nó phải nghe lời mình, chứ không phải là mình hỏi ý kiến nó. Ở nhà phải nói với nó là ai là cái người vua trong nhà này á, mình không có để cho nó có một cái tâm lý đó. Tại nếu mà nó nghĩ nó ấy là lớn lên rất là hư. Nhưng mà làm như vậy có tội nghiệp cho đứa nhỏ không? Tại vì giống như Hiền vậy, Hiền thì hai đứa rồi, một đứa 15 tuổi và một đứa là 5 tuổi. Hiền thì nói chung là khi nào mà khó khăn nó mà không nghe thì sẽ dùng cái biện pháp mạnh thôi. Còn bình thường thì Hiền cũng giống như bà vậy. Nhưng mà Hiền không có dám giống như bạn là mới không vậy. Không, em là giống chị. Em cũng vậy rồi, đó rồi mất tim không ai mình thôi, em giống chị. Nhưng mà bạn có bị được trong cái lúc mà người ta nói là phụ nữ sau khi sanh là bị trầm cảm á, thì bạn có rơi vào cái nơi đó không? Có rơi tí xíu, nhưng mà không phải cho con mà cho chồng, giống như tự nhiên chán chồng vậy đó. Con
lý do gì không chị? Không có cái lý do gì hết trơn, tự nhiên chán chán gì đó. Nhưng mà con thì không bị ảnh hưởng gì hết. Vậy hả? Rồi chán ảnh rồi ảnh có làm ảnh hưởng tới hai mẹ con hay không? Tại vì người ta nói là sau khi sinh á thì vợ chồng sẽ có một cái gì đó nó giảm đi về chuyện chăn gối nè, rồi giảm đi cái chuyện mà tình cảm với nhau nữa. Tại vì cứ tập trung vô đứa nhỏ đó. Vậy chứ sao nghĩ thì bên phía ông xã thì rất là ok. Hy rất là một cái người, phải nói là tới mức này thì Hy cũng là một người tốt. Không có cái, thì cũng ai thì cũng không có phải là hoàn hảo tới mức mà giống như perfect hết everything. Nhưng mà thì nói chung Hy tốt, Hy có trách nhiệm nuôi con, thương con, thì cái đó là mình thấy cũng là số ca lắm rồi. Nhưng mà cái bản thân của mình á, thì mới là kỳ cục. Giống như tự nhiên cái mình, cái hormone change sao, cái mình tự nhiên mình nhìn cái mình không thích, không thương chồng nữa vậy đó. Dạo mà bị vậy lâu không chị? Bị cũng do tí xíu vậy mà. Nhưng mà anh có nhìn thấy được cái điều đó không? Chắc cũng thấy chứ, đúng không? Rồi có tìm cái phương cách nào không chứ? Tự nhiên dựng vu vơ, tự nhiên đứa nhỏ ra đời cái xong rồi dựng ngang vậy luôn. Dựng ra tội nghiệp anh. Tự nhiên vậy đó, tính bưng quơ vậy đó. Vậy hả? Phải nói cái gì chứ? Không, rồi Hy tưởng là Hy làm gì sai, rồi Hy thay đổi này nọ tùm lum lá đó luôn. Nhưng mà chung quy cũng tại mình vậy thôi. Đó, thì nói chung là cái tâm lý nó quy quy vậy đó. Đó, thì chỉ có đứa thứ hai thôi chứ đứa đầu ok. Rồi sau khi sinh á, có một cái sự thay đổi về cái cơ thể mình không? Có chứ. Nói chung thì nếu mà nhìn Facebook chứ lại nhìn ở ngoài thì tưởng là mình lung linh lắm. Nhưng mà thật ra nếu mà cởi ra hết cũng như mấy mẹ thôi. Ai cũng giống nhau. Ủa sao mấy mẹ được nhiều khi thì cởi ra thì vẫn đẹp à? Em là em không đẹp rồi đó, em thú nhận là em không đẹp á, tại em bị rạn nhiều lắm. Không phải là chỉ có mỗi rạn không, mà cái da của mình á, nó không có còn căng như hồi đó nữa. Mà nói chính ra, mà nói thật ra đi, đúng không, ngực của mình cũng không còn căng như hồi trước nữa. Cái thấy chưa? Đúng rồi. Bởi vì mình mới nói là cỡ ra ai cũng như nhau. Rồi có cảm thấy là tủi thân không, nếu như mà nói là body mình bị giảm đi rồi sẽ ảnh hưởng tới chuyện vợ chồng? No, mình không bao giờ có một cái ý nghĩ đó hết trơn, nó không bao giờ. Tại vì mình cứ nghĩ đơn giản là trước sau gì thì mình body cũng phải già thôi, đúng không? Mình thì bây giờ già, mấy mốt già cũng vậy. Mình chỉ cố gắng là thí dụ mà khi mình thấy mình quá đi, thí dụ như da mà nhăn quá hoặc là mập quá, thì bản thân của mình tự phải chăm sóc cho bản thân của mình. Không có cái gì mà trên đời này mà nó tự nhiên đẹp hết. Mình phải chăm sóc nó giống như cái hoa vậy đó, mình phải tưới nước mỗi ngày nó mới đẹp, đúng không? Đúng. Chứ mà nếu mà không có làm gì hết á thì nó cũng không có đẹp. Ví dụ như chị Sao thấy, ví dụ mình thấy mình mập quá thì ok, ngày mai mình ăn bớt lại hoặc là mình điều chỉnh lại, mà đừng có đợi nó too much rồi mình điều chỉnh là nó không có kịp. Như là mình là phụ nữ, mình cần phải đẹp, không đẹp phải điệu. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp đúng, cho chính cái mình. Đó là chính xác. Và nhất là phải cách dạy con nữa, đúng không? Mình đẹp thì con mình mới nghe lời. Đó, đó, đúng rồi, đúng rồi đó. Cứ mỗi lần mà đó thì bởi vì con gái đứa đầu á, cứ thấy chị Sao điệu á, cái mỗi lần đi đâu cái và chị cũng bắt chước, mommy con muốn làm giống vậy. Đây là một cái chương trình và cũng là một cái dịp để chị có thể nhắn gửi cho những người mà chị thương yêu. Hai con, mẹ muốn nói là sau này mẹ muốn con là phải mạnh mẽ, luôn hạnh phúc. Nếu mà trên đời gặp khó khăn gì, mẹ sẽ luôn ở với con. Sau này mà không hạnh phúc, hãy luôn về với mẹ. Và chương trình cũng cảm ơn bạn đã đến đây dành thời gian để mà chia sẻ với lại các bà mẹ bỉm sữa.